Em xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em. Thì ở cái video này em tiếp tục chia sẻ cho mọi người chúng ta làm một cái kẹo Anadrop, chính là cái đồng Bitdot trên cái sàn Google Cash nha. Rồi, thì ở cái video trước là em có chia sẻ cho anh chị mình cái cách để chúng ta đăng ký cái sàn ha. Như em nói đó, thì thời gian tới họ sẽ đẩy mạnh cho chúng ta làm 27 chương trình Anadrop khủng. Khủng ở đây là những cái chương trình Anadrop tốt, ngon nha mọi người, mới. Thì chúng ta làm, anh chị sẽ được nhận mỗi ngày ha. Còn nếu mà anh chị muốn được nữa nhiều hơn thì chúng ta có thể đầu tư, chúng ta mua trên đây, mua cái giá thấp, thì sau này khi mà nó phát triển mạnh á, nó list nhiều sàn hơn nữa thì chúng ta sẽ bán cái giá cao ha. Rồi thì để em vào cái kênh cái đi ha, để cho anh chị thấy chúng ta dễ làm. Đối với cái sàn Google Ads này nè, anh chị đăng ký rất là dễ ha, chúng ta không cần phải KYC, chỉ cần anh chị xác nhận Gmail, liên kết số điện thoại, liên kết Google AdSense với nhập cái mã giao dịch là ok mọi người. Đây nè, đăng ký sàn Google Ads, tham gia 27 chương trình ha. Còn của video hôm qua là em hướng dẫn mọi người nhận, anh chị nếu mà nằm trong top 1 may mắn nhận được tới 1 tỷ KGT, đây là con sàn nha, sau này mà nó bay vài số 0 á, là chúng ta sẽ ngon mọi người. Bây giờ làm miễn phí nha, chứ để sau này anh chị phải bỏ tiền ra mua đấy. Rồi thì hôm nay mình sẽ tiếp tục làm cho anh chị nha. Thì sau khi mà anh chị đăng nhập vào cái sàn này xong đúng không ạ? Cái này hiện tại chưa có app nha mọi người, thời gian tới họ sẽ đẩy mạnh cái app ha. Và cái sàn này trong tương lai sẽ đẩy lên là thành cái sàn phi tập trung nha. Phi tập trung cái sàn lúc nào nó cũng sẽ ngon, bảo mặt cao, an toàn. Anh chị nhấp vào cái bánh ngăn cưa phía trên bên phải cho em ha. Mình chọn cái chữ tiếng Việt nha mọi người. Đó. Rồi thì như em làm Anadrop mới có, em làm Anadrop mới có 2 ngày thôi. Đó, thì cái KGT của em được 110 triệu này ha. Rồi cái Bitdot của em thì được là 10 triệu, đúng không ạ? Đây này là làm miễn phí hoàn toàn nha, chứ không phải là em dùng tiền mua. Bây giờ anh chị sẽ vào cái phần thị trường phía bên phải cái chữ tài sản á, để mình coi cái giá của nó. Rồi thì đối với cái đồng KGT nè, KGT với so với USDT á, thì nó cũng còn rất là thấp. Chính vì nó thấp nên bây giờ mình mới còn cơ hội nha. Anh chị xem KGT nè, thì cái giá của nó như thế này. Anh chị có thể mua, ở video sau em sẽ hướng dẫn mọi người nạp tiền vào mua một ít cái này, để chúng ta có thể làm phí để chúng ta thực hiện những cái chương trình Anadrop sau này ha. Nói chung nó rất là hay. Với lại chúng ta mua bây giờ chúng ta hold cũng vẫn được nha mọi người. Cái sàn này nó đang phát triển mạnh lắm, cái cộng đồng tham gia rất là nhiều, tại vì nó có nhiều cái chương trình Anadrop ngon á. Đó là một số cái thông tin em nói để cho anh chị nắm. Rồi đối với đồng C3M nè, C3M đó thì cái giá nó cũng còn thấp nha anh chị. Anh chị xem đây này, đó cũng là cái cơ hội tốt của anh chị nếu như chúng ta muốn mua hold lâu dài. Rồi bây giờ chúng ta nhấp vào cái mục tìm thấy đi. Phía bên phải ở giữa nè, ở giữa màn hình phía dưới này. Anh chị kéo xuống nha. Ở đây anh chị sẽ thấy này. KGT vé số là 1, cái thứ hai là Bitdot vé số là 2. Thì trước tiên em sẽ vào cái KGT em nói trước để cho anh chị nắm ha. Thì những anh chị nào mà hôm qua xem cái video hướng dẫn của em liên kết cái KGT này á, là chúng ta sẽ có được cái mã ràng buộc ở đây nè. Ha. Đó, thì để em nói sơ lại cái này ha, rồi em sẽ giải thích Bitdot cho anh chị hiểu luôn. Chương trình sổ số Anadrop từ của cái sàn Google Cash từ lúc 13 giờ chiều, tức là tức là ngay cái 1 giờ chiều á đến 22 giờ khuya là 10 giờ đêm, thì cách nửa tiếng sẽ có một Anadrop một lần. Ví dụ 13 giờ thì sẽ tới 13 giờ 30, rồi tới 14 giờ 14 giờ 30, 15 giờ, nên anh chị tranh thủ vào mình canh tới lúc khoảng 13 giờ đúng không, mình sẽ vào cái nhóm Telegram của họ. Thì cái nhóm này em có để dưới phần mô tả nha. Anh chị sẽ vào cái nhóm cái nhóm đó là, chờ em chút nha, giờ không biết nó nằm ở đâu luôn. Đây nè, Speed Dao nè. Thì đúng 13 giờ con bot nó sẽ hiện lên nha anh chị. Hiện lên thì anh chị sẽ kéo xuống thấy cái chữ Speed Dao mà nó nằm ở giữa hai cái bàn tay chỉ vào á. Chúng ta nhấp vào đó một cái. Anh chị nhấp đó vào một cái. Rồi chúng ta sẽ làm cái gì nữa? Phía dưới đó nó sẽ có một cái chữ là con bot. Thì chúng ta nhấp vào con bot đó, nó sẽ ra cái con bot này nè. Đây nè. Đó. Anh chị muốn hiểu hơn thì xem cái video trước nha. Em có để dưới phần mô tả đó. Anh chị nhấp xuống nó sẽ ra một cái tin nhắn như thế này nè. Nè. Còn nếu như trong trường hợp á, anh chị vào con bot mà nó có cái chữ xa không thì chúng ta nhấp vào. Nếu như anh chị nhấp vào mà nó không ra được cái tin nhắn mà có cái dãy địa chỉ này, thì chúng ta thực hiện cái chữ này nè. Cái chữ Trung Quốc nè, cái câu lệnh này nó sẽ ra.
thì cái câu con chữ này em sẽ để phía dưới luôn nha mọi người. Rồi sau đó chúng ta sẽ lấy sao chép cái này nè. Đó. Chúng ta vào đây. Là cái này hôm qua em làm đối với con KGT nha, KGT. Em dán vào đây. Xong cái em nhấp vào chữ gàn buộc. Rồi em nhấp vào cái chữ gàn buộc xong á, nó sẽ kêu em á là trở về bot này nè, là đúng cái bot này luôn. Em sẽ nhập cái mã 6 số. Anh chị sẽ thấy có cái mã 6 số. Không biết ở đây nó còn hay không. Anh chị chờ chút. Hình như là nó mất rồi anh chị. Nó có một cái mã 6 số. Rồi sau đó anh chị sao chép cái mã 6 số bên đây. Chúng ta về đây chúng ta dán một lần nữa là coi như xong. Thì anh chị làm KGT xong á, thì coi như là anh chị cũng làm cho con bit dot luôn. Anh chị không cần phải làm lại. Có nghĩa là anh chị hôm qua làm cái con KGT này xong, chúng ta liên kết xong á, thì hôm nay cái bit dot chúng ta không cần phải làm nha. Còn anh chị nào mà chưa làm á, thì phải làm cái con KGT luôn hen. Tại vì nó cùng chung một cái mã, cái địa chỉ của mình là cùng chung một cái dãy địa chỉ hồi nãy á anh chị. Đó, thì bit dot nó cũng y chang như bên kia đúng không? Nó đã gàn buộc rồi nè anh chị ha, coi như là em đã làm xong. Thì cũng như bên cái KGT thôi, đúng 13 giờ bên cái bit dot này nó sẽ con bot nó sẽ hiện lên, chúng ta cũng sẽ làm y chang như bên kia thôi, nó chỉ khác là cái nhóm thôi mọi người. Thì sau khi anh chị nhận xong nè, anh chị làm xong thì khoảng vài phút sau nó sẽ trả về cho anh chị cái tin nhắn bên bot là anh chị được nhận bao nhiêu. Ví dụ mình top 1 là mình nhận được như là 50 triệu đi, hoặc là 100 triệu đi, top 2 mình nhận 50 triệu, top 3 mình nhận một ít, rồi khuyến khích mình nhận được một ít nữa, kiểu như vậy nha anh chị ha. Rồi sau đó nó sẽ trả, nó sẽ nằm phía dưới này nè, nằm phía dưới này nè. Rồi anh chị muốn nhận á thì anh chị nhấp vào cái chỗ phía dưới này vô thừa nhận ha. Sau đó chúng ta nhấp ở trên đây một cái nữa, đó là chúng ta sẽ được nhận lên đây và chúng ta nó sẽ trả về cái tài sản mình nè. Đây là cái quý của sàn nha mọi người. Nó sẽ trả về đây, như anh chị thấy của em được 10 triệu nè. Đó là như vậy ha, anh chị nắm nha. Rất là đơn giản thôi. Thì đúng 13 giờ chúng ta phải tranh thủ vào hai nhóm. Cái nhóm BitDot em sẽ để ở dưới cái phần mô tả luôn cho anh chị xem đây nè. Đây nè, nó là cái nhóm này nè. Đúng 13 giờ bot nó sẽ hiện lên. Anh chị lưu ý nha, khi chúng ta tham gia nhấp vào cái nhóm đó, chúng ta phải chọn tôi không phải là người máy nha. Hôm qua em bị khóa tại vì em không xác nhận là không phải người máy, nên nó tưởng em là bot á, nó sẽ chặn em. Thì nó chặn em xong thì em phải liên hệ với admin. Anh chị liên hệ với admin này nè. Xa nè ha, là một. Cái thứ hai nữa là có một bạn nữa nè, Bluecat nha. Lucas với Sa nè, hai người này nè, anh chị nhắm vào để liên hệ với người ta. Nói chuyện lịch sự nha anh chị ha. Nói chung người ta làm công việc rất là nhiều. Mình nhấp vào đây. Đó, mình nhắn tiếng Việt cũng nha mọi người. Rồi, cơ bản là như vậy. Là về cái sàn QS, thời gian tới á họ sẽ list một cái đồng và họ sẽ cho chúng ta làm anadrop nha. Thì tới đó em sẽ chia sẻ mọi người sau. Cái sàn này rất là ngon nha. Rồi thứ hai nữa, cái dự án thứ hai mà em muốn nói em cập nhật thôi, đó chính là cái quý Rai với Lạp. Thì mấy bữa trước á có một số anh chị nói với em á là không nhận thưởng được nữa. Thì mỗi ngày sau 24 giờ á, kể từ khi chúng ta nhận cái lần trước ha, anh chị nhấp vào chữ cài đặt nè. Đó. Trước tiên á, thì để em nói, anh chị phải vào cái CH Play cho nó dễ nha. CH Play, gõ cho em cái chữ lời Rai với Lạp. Đây, anh chị phải cập nhật lên phiên bản mới nhất nha. Anh chị không cập nhật là không có nhận được thưởng. Sau đó chúng ta đăng nhập vào cho em. Rồi anh chị sẽ nhấp vào cái mục cài đặt góc bên phải nè, phía dưới đó. Anh chị sẽ thấy cái chữ phần thưởng nè. Anh chị nhấp vào ở trên đây nè, check in nhận thưởng 1 Rai mỗi ngày. Đó, thì như em nè, 8 tiếng nữa em sẽ nhận được ha. Tiếp theo, anh chị muốn giới thiệu bạn bè để chúng ta nhận được thêm 3 Rai á, thì chúng ta nhấp vào đây, chúng ta giới thiệu lấy cái link á. Này cái mã nè. Đó là như vậy ha. Tức là chúng ta được một rep thì chúng ta sẽ nhận được 3 Rai. Cái Rai này là cái tóc cành của cái quý này luôn nha. Cái quý này nó cũng đang phát triển mạnh nha mọi người. Đó. Rồi tiếp theo nữa là một cái dự án. Rồi thêm cái dự án nữa là cái sàn U là tick.io. Thì hôm bữa họ đã thông báo là họ mở khóa đúng không ạ? Cho chúng ta rút, nhưng mà hiện tại do một số cái vấn đề mà chúng ta cần phải lưu ý nha anh chị. Nha. Bây giờ em sẽ đăng nhập vào nha. Nhớ tôi nè.
đăng nhập, nhập cái mã pin vào anh chị. Rồi ở đây mỗi ngày anh chị nhớ vào, chúng ta nhấp vào cái chút lam nè, chúng ta nhấp vào cái mục là dashboard ha, cái trang bảng điều khiển á, chúng ta nhấp vào đây chúng ta làm, chúng ta sẽ nhận được một cái đồng. Rồi có số anh chị hỏi em á là sao không rút được, thì cái bên Victor họ có tích một cái tin ha. Anh chị vào Victor, chúng ta nhấp vào cái biểu tượng tìm kiếm nè, anh chị gõ cho em cái chữ là ULTX ha, sẽ ra nè A cộng ULTX gạch nối IO. Ở đây họ có một cái tích cho mình đây. Do tình hình hiện tại thị trường điện tử, chúng tôi quyết định hoãn ra mắt trong vòng 14 ngày ha. Phần thưởng Anrop sẽ giảm đi một nửa, tức là khi anh chị giới thiệu bạn bè đăng ký thì chúng ta sẽ nhận được một nửa của ngày trước thôi. Đó. Trong 3 ngày nữa chúng tôi sẽ bắt đầu đặt cược phiên bản thứ hai, là họ sẽ tiếp tục ra NFT vào khu trò chơi ha. Đó. Tóm lại là họ trì hoãn cái việc mà cho chúng ta rút. Rồi ở đây có một số anh chị hỏi với em là khi thực hiện cái lệnh rút thì nó bảo là cần phải xác minh tài khoản. Thì làm sao để xác minh tài khoản? Anh chị nhấp vào biểu tượng cá nhân phía trên mình nè. Đây nè. Rồi ở đây chúng ta như thế này nha anh chị nha. Anh chị làm như em nè. Điền first name nè, ghi chữ lót và cái tên của mình, last name là họ ha. Nếu mà anh chị hay họ thì cái họ thứ hai sẽ nằm bên cái dòng first name. Do blue khách sạn đó là cái Việt Nam của mình. Rồi số điện thoại ha. Discord này đó là cái ứng dụng nha, đó là cái một cái ứng dụng Discord. Tạo cũng đơn giản lắm anh chị. Đâu rồi? Đây nè, Discord nè. Đó. Em ít sử dụng nó, chủ yếu là đăng ký, làm để đăng ký những chương trình Android thôi, chứ còn em không có sử dụng nó nhiều. Rồi, cái Telegram mình nhập vào, rồi cái Twitter của mình nhập vào, Facebook của mình nhập vào, nhập vào cái tên á, sau đó chúng ta nhấp vào sale. Ở đây họ có yêu cầu mình á là nhập cái địa chỉ. Thì em yêu cầu anh chị nhập cái địa chỉ của quý MetaMask nha. Còn tại vì em thấy có một số cái chỗ họ yêu cầu phải nhập cái MetaMask á, và anh chị nhập đại cái địa chỉ của BNB Smart Chain đi, tại vì cái đồng này nó chạy trên cái mạng lưới Smart Chain. Rồi chúng ta sell lại. Còn số anh chị mà chưa cái có xác nhận cái Gmail á thì tạo xong, điền Gmail xong vào xác nhận cho em nha. Rồi thời gian tới nữa có gì thì em sẽ chia sẻ mọi người thêm. Đó, là như vậy. Rồi tóm lại là anh chị nên đăng ký cái sàn Google Ads ha, cái sàn đó ngon, để sau này chúng ta thực hiện những chương trình Android miễn phí kiếm tiền mỗi ngày nha mọi người.